Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình: đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối từ cầu Lạng An, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển, huyện Tiên Lãng, phấn đấu hoàn thành cùng tuyến đường bộ ven biển vào tháng 4 năm nay. Thành phố sẽ xử lý kiên quyết đối với các dự án vi phạm, dự án chậm triển khai để đưa vào đấu giá và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và Đài Truyền hình Việt Nam triển khai các phần việc, quyết tâm tổ chức một kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc thành công và nhiều dấu ấn. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì cùng các sở ban ngành liên quan kiểm tra tiến độ xây dựng một số công trình y tế trọng điểm, gồm trụ sở Trung tâm Kiểm soát Bệnh thành phố CDC và Bệnh viện Kiến An. Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của Ban Quản lý Dự án, Nhà thầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận các đơn vị đã khẩn trương tổ chức triển khai thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu phải xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết, bảo đảm chất lượng công trình đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thiết kế. Trong quá trình thi công cần phải bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, không để ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. Về kinh phí, đối với hai công trình, thành phố ưu tiên nguồn vốn để bảo đảm tiến độ theo hồ sơ thiết kế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính, Sở Y tế phối hợp xử lý tài sản công cho khu nhà 7 tầng trong thời gian sớm nhất. Những ngày này, trên các công trường xây dựng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển, huyện Tiên Lãng, Ban Quản lý Dự án và Nhà thầu tiếp tục duy trì các mũi thi công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Nhiều hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thành. Trên công trình cầu Thái Bình, nhà thầu đang tiến hành thảm bê tông mặt cầu, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong ngày hôm nay. Bắt đầu triển khai thi công từ tháng 3 năm ngoái, chưa đầy một năm sau, cầu Thái Bình nối hai huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng kế hoạch đã đề ra. Hiện tại thì trên cầu Thái Bình thì còn một số hạng mục như là đèn chiếu sáng và sơn kẻ vạch đường, thì đơn vị thi công sẽ thực hiện trong đầu tháng 3 tới. Tại gói thầu xây dựng đoạn tuyến từ cầu Lạng Am đến hết cầu vượt sông Trình Dương và đoạn tuyến phía trái sông Trình Dương, nhiều hạng mục cũng đã cơ bản hoàn thành. Đoạn phía trái sông Trình Dương, nhà thầu tổ chức các mũi thi công, nỗ lực bảo đảm tiến độ. Tuyến bên trái tuyến là 1,36 km, là chúng tôi đang tích cực yêu cầu nhà thầu triển khai các hạng mục còn lại, như phần kè đá và phần nền đường. Chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu làm để đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Và cũng luôn yêu cầu nhà thầu thi công là phải đảm bảo cái an toàn vệ sinh môi trường, yêu cầu tưới nước và các cái công tác đảm bảo biển báo để cảnh báo để cho những người dân xung quanh đi lại được đảm bảo cái an toàn. Với tính kết nối cao, dự án tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển khi hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả khai thác của tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình, mở ra cơ hội phát triển kinh tế tại các xã cuối huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng. Theo kế hoạch, tuyến đường này sẽ đồng thời hoàn thành cùng tuyến đường bộ ven biển vào tháng 4 năm nay. Được xây dựng trên nền trợ sắt cũ, công trình dự án tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao có quy mô 2 tòa tháp, gồm 40 tầng nổi và 2 tầng hầm với chiều cao là 146 m. Để thực hiện được dự án thì công ty cổ phần May Diêm Sài Gòn, chủ đầu tư dự án đang tích cực triển khai các bước để thi công công trình. Qua khảo sát địa chất khu vực xây tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao có nền đất yếu, lại tiếp giáp với các khu tập thể trên đường Nguyễn Thái Học đã xuống cấp, nên việc tính toán các biện pháp thi công nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối là việc được công ty đặt ra hàng đầu và ưu tiên thực hiện. Chủ đầu tư đã cùng phối hợp cùng với cả đơn vị thiết kế và đơn vị thi công đang là nhà thầu Liên Đa lên phương án chi tiết về các cái kỹ thuật thi công cũng như là các biện pháp bảo vệ an toàn nhất để khi công trình triển khai khởi công không ảnh hưởng tới các công trình lân cận, trong đó là đặc biệt chú ý tới các khối chung cư của Nguyễn Thái Học. Thời điểm này, công ty cổ phần May Diêm Sài Gòn đã hoàn tất các thủ tục liên quan đến chính sách thuế với thành phố, khẳng định quyết tâm đầu tư và hoàn thành dự án theo đúng cam kết. Theo tiến độ, chủ đầu tư đã tiến hành phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng và lên các cái phương án thiết kế chi tiết cho công trình.
Đồng thời có một điểm quan trọng nhất là đến nay là chủ đầu tư đã hoàn thành toàn bộ 100% nghĩa vụ tài chính đối với thành phố, nộp vào ngân sách thành phố hơn 1.092 tỷ để đảm bảo công trình hoàn thành nghĩa vụ tài chính để triển khai các thủ tục cuối cùng của hồ sơ pháp lý để tiến hành khởi công công trình vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung phương tiện, thiết bị, vật tư và hơn 100 công nhân lao động để thi công tường chắn, không để ảnh hưởng đến khu vực nhà dân xung quanh và các trục đường giao thông giáp danh với công trình dự án. Với diện tích khoảng 50 ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, cụm công nghiệp Quang Phục, huyện Tiên Lãng vừa được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Cụm công nghiệp Quang Phục có liên quan đến diện tích đất nông nghiệp của 3 thôn trên địa bàn xã Quang Phục. Dù bị thu hồi đất, song đối với người dân, đó lại là tin vui. Được biết là cái quyền lợi mà trong thôn mình nói riêng và xã mình nói chung mà được cụm công nghiệp về, nói chung là chúng tôi họp dân thế và vận động nhân dân thì nhân dân hưởng ứng rất là cao. Quyết định 375 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định ngành nghề hoạt động chủ yếu của cụm công nghiệp, thu hút đầu tư các dự án công nghiệp cơ khí đóng tàu và công nghiệp phụ trợ, sản xuất đồ gỗ phục vụ lĩnh vực cơ khí, đóng tàu, sửa chữa tàu. Dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quang Phục sẽ được thực hiện từ quý 3 năm 2024 đến quý 4 năm 2025 với các hạng mục như hệ thống đường giao thông nội bộ, vỉa hè, nhà điều hành, hệ thống thoát nước mặt, nước thải, trạm xử lý nước thải tập trung, trạm biến áp, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp nước, phòng cháy chữa cháy. Thời gian hoạt động của cụm công nghiệp là 50 năm. Chúng tôi xác định đây cũng là cái thời cơ để địa phương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, được đời sống nhân dân được nâng lên. Thế và chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân kiểm kê các những cái diện tích nằm trong cái khu quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp về đầu tư. Để tăng tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp, việc đầu tư hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng nhằm thu hút, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án. Cùng với khu công nghiệp Tiên Thanh, cụm công nghiệp Tiên Cường 2 và cụm công nghiệp Đại Thắng đang được huyện Tiên Lãng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Hy vọng cụm công nghiệp Quang Phục sẽ sớm được các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư tập trung triển khai các thủ tục cần thiết, sớm hoàn thiện, đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn thành phố còn tồn tại các dự án có diện tích đất lớn nằm ở vị trí đắc địa không đưa vào sử dụng, không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất mà còn thất thu một nguồn ngân sách lớn. Kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai, tiến hành thu hồi đối với các dự án chậm triển khai là chủ trương quyết liệt của thành phố. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại EIE là một ví dụ. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là một trong những dự án mà Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quyết định thu hồi khi chủ đầu tư gần 20 năm nhưng không thực hiện. Như chúng ta đã thấy, khu đất này nằm ở vị trí đắc địa của quận Ngô Quyền. Việc thu hồi các dự án chậm triển khai là một trong những chủ trương lớn của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Liên quan đến dự án này, ngày 29 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định về việc thu hồi đất của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và đầu tư EIE với tổng diện tích trên 13.500 m2 do công ty đang quản lý sử dụng tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Trước đó, theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 2 tháng 12 năm 2005, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định giao hơn 31.000 m2 đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và đầu tư EIE thực hiện dự án trung tâm thương mại EIE với tổng mức đầu tư là 361 tỷ đồng với khối đại siêu thị và khối tòa tháp 21 tầng. Giai đoạn 1, chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khối đại siêu thị, nay là siêu thị Go, với diện tích trên 16.370 m2, còn lại trên 13.500 m2 đất, công ty vẫn bỏ hoang hóa từ đó đến nay. Sau 15 năm để đất hoang hóa, đến ngày 4 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có quyết định gia hạn 24 tháng sử dụng đất nhằm tạo điều kiện cho công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và đầu tư EIE thực hiện dự án. Ngày 22 tháng 8 năm 2022, lần nữa, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có văn bản cho phép giãn thời gian sử dụng đất đối với công ty 4 tháng để thực hiện dự án,
Như vậy đã quá thời gian gia hạn lần hai, dự án vẫn không triển khai. Trong thời gian tới, thành phố sẽ xử lý kiên quyết đối với các dự án vi phạm, dự án chậm triển khai để đưa vào đấu giá và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố. Trong phần tiếp theo của chương trình, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu tái định cư tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Không chỉ khơi dậy năng lực phẩm chất cho học sinh, chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 được thiết kế theo hướng đề cao khả năng áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Để bảo đảm ổn định cuộc sống cho các hộ có đất thu hồi tại dự án xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đồng ý chủ trương thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án tại hai phường là Đông Khê và Đằng Giang thuộc quận Ngô Quyền. Dự án tại phường Đông Khê đã hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 6 năm ngoái. Còn đối với dự án tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 2 này. Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án được chia thành các giai đoạn. Giai đoạn 1, địa phương đã giải phóng mặt bằng 172 hộ với diện tích là hơn 42.100 m². Giai đoạn 2, thực hiện giải phóng mặt bằng 28 hộ với 29 thửa đất ở và 46 hộ với 63 thửa đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất thu hồi là hơn 19.600 m². Cái phát triển của đô thị của thành phố thì rõ ràng là chúng tôi nhìn thấy cái rất là tươi đẹp rồi. Cho nên là về phía dân là quan điểm là ủng hộ dự án. 100% không ai bảo không ủng hộ dự án cả. Đấy. Bởi đây nó là cái nơi sản xuất mà bây giờ với điều kiện này từ cái chỗ cấy lúa thì không bao giờ cấy nữa mà bà con đầu tư để dâng đất lên để trồng hoa, trồng cây cảnh để bán. Thì bây giờ nhà nước thu hồi là dân đồng ý. Đến ngày hôm nay, địa phương đã giải phóng mặt bằng được 261 trên 297 hộ dân của hai giai đoạn. Còn lại 36 trên 297 hộ chưa đồng thuận nhận tiền bàn giao mặt bằng. Lý do chính các hộ đưa ra là chênh lệch đơn giá bồi thường đất nông nghiệp giữa hai giai đoạn và đề xuất được xét giao đất ở hoặc được thuê căn hộ chung cư đối với các hộ đã chia tách. Diện tích đất của gia đình tôi thu hồi trong tổng cái dự án mà tái định cư đường Đông Khê 2 này là 1.320 m. Trong đợt 1 ấy, thì tính giá trị là hơn 1 triệu một mét. Thế nhưng mà cái phương án và quyết định của cái đợt 2 này chỉ được có 780.000 một mét thôi. Cho nên là nó chênh lệch cái giá trị là hơn 200.000 một mét. Thì nói chung là chúng tôi là đã chấp nhận đền bù nhưng mà tất cả gia đình đã nhận nhưng mà đều có ghi nhận là vẫn cứ khiếu với cấp trên và đề nghị với cấp trên là xem xét. Giai đoạn 1 khi mà bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp thì có cái chính sách là áp dụng là hỗ trợ 20% giá trị đất ở trung bình liền kề. Nhưng đến luật đất đai năm 2013 thì không còn cái chế độ đấy nữa, chính sách đấy nữa mà chỉ có chính sách là hỗ trợ 5 lần đối với giá đất nông nghiệp bồi thường. Do vậy thì cái giá bồi thường tại cái thời điểm này đối với đất nông nghiệp của giai đoạn 2 là chỉ có 780.000 đồng. Còn một số hộ là có thu hồi đất ở trong cái thủ tục chia tách của họ thì chưa đảm bảo các quy định của pháp luật. Do vậy thì Ủy ban dân quận Ngô Quyền thì không có cơ sở xem xét giải quyết. Hiện nay, các tổ chức chính trị, xã hội địa phương đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp các hộ vẫn không chấp hành, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền thiết lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật vào ngày 24 tháng 2 tới. Thưa quý vị, thực hiện chủ đề 5, đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi số. Năm nay, thành phố sẽ hoàn thành 21 công viên trên địa bàn 7 quận. Thời điểm này, các địa phương đang tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng trong thời gian sớm nhất, ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận Hồng Bàng. Khu đất công ty cổ phần lương thực Đông Bắc, một trong những vị trí đắc địa của phường Hạ Lý, với diện tích gần 9.000 m², nằm giữa lòng các khu dân cư đông đúc, sẽ được xây dựng thành một vườn hoa hiện đại, có tổng mức đầu tư gần 29,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và quận. Việc sớm triển khai đưa dự án vào sử dụng đang là niềm mong mỏi của người dân địa phương. Chúng tôi rất là vui mừng được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố, của Ủy ban Nhân dân quận. Mặc dù là quỹ đất rất là khó khăn, nhưng mà đã tìm mọi biện pháp để xây dựng cho chúng tôi một công viên cây xanh đúng nghĩa để làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi cũng xin hứa là cùng với lại chính quyền địa phương làm sao là nhanh chóng làm công tác giải phóng mặt bằng để cho công viên được hoàn thành sớm nhất.
bãi đỗ xe dưới chân cầu Thượng Lý, phường Thượng Lý, nơi từng nhiều lần người dân kiến nghị về tình trạng mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trong năm nay cũng sẽ được giải tỏa để xây dựng vườn hoa đảm bảo tiêu chí xanh sạch đẹp, không chỉ cải thiện chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân mà còn góp phần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1 của thành phố. Chúng tôi cũng rất là mong cái dự án này sớm được triển khai cho người dân chúng tôi sẽ có một cái địa điểm vui chơi và thư giãn, bảo đảm sức khỏe, nhất là đặc biệt là cho các người cao tuổi và các cháu thiếu nhi. Là quận trung tâm nên không gian cây xanh vốn là một trong những hạn chế của quận Hồng Bàng. Hiện quận mới chỉ đạt khoảng 5,5m2 trên một người, trong khi tiêu chí đô thị loại 1 là 7m2 trên một người. Do đó, việc đầu tư xây dựng vườn hoa công viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận trong năm nay. Thực hiện chỉ thị 02 của Ủy ban thành phố về việc phát triển kinh tế xã hội năm 2023 gắn với cả thực hiện chủ đề năm của thành phố, thì cũng như thực hiện cái chương trình cây thay xanh của thành phố giai đoạn 2021-2025, thì Ủy ban quận Hồng Bàng trong năm 2023 cũng đã đăng ký là 4 công trình công viên, có 2 công trình. Ủy ban quận là đã thực hiện xong các cái trình tự tục và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là công trình công viên tại vườn hoa tại chân cầu Thượng Lý và tại số 124 đường Hạ Lý. Thì trong năm 2023 thì quận sẽ phấn đấu là triển khai các cái trình tự để phê duyệt dự án, bố trí vốn và thi công xong và để khánh thành trong năm 2023. Ngoài việc chuẩn bị khởi công xây dựng hai vườn hoa tại số 124 đường Hạ Lý, phường Hạ Lý và chân cầu Thượng Lý, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng còn đang khẩn trương hoàn thiện chủ trương đầu tư vườn hoa giải cây xanh cách ly đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và vườn hoa tại khu vực Đồng Bờ Mây, phường Quán Toan, phấn đấu hoàn thành đưa vào phục vụ nhân dân trong năm nay. Không chỉ khơi dậy năng lực phẩm chất cho học sinh, chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 được thiết kế theo hướng đề cao khả năng áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Để làm được điều này, cần sự chủ động sáng tạo rất lớn của người giáo viên để tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp, đáp ứng tinh thần đổi mới giáo dục. Nhiều nhà trường đang thực hiện khá hiệu quả yêu cầu này, ghi nhận tại trường Trung học phổ thông Hải An. Sách giáo khoa hiện nay không còn là công cụ dạy học duy nhất của các thầy cô giáo. Để bước vào bài giảng, thầy cô phải chuẩn bị rất nhiều công cụ khác để minh họa và làm cho tiết dạy trở nên sinh động hơn. Trước khi chuẩn bị một tiết học thì phải nghiên cứu, tìm tòi rất nhiều để ứng dụng các phương pháp mới, ví dụ như là phương pháp nhóm, phương pháp dự án, rồi là các kỹ thuật dạy học tích cực khác để làm sao cho các em có một tiết học thực sự là hấp dẫn và hiệu quả. Tất cả các phương tiện dạy học, máy tính, máy chiếu, rồi những cái liên quan đến các cái phần mềm dạy học thì đều được các thầy cô giáo trong trường Trung học phổ thông Hải An tận dụng. Và chúng tôi có thể nói rằng là 100% các thầy cô là đều sử dụng tốt công nghệ thông tin cũng như là sử dụng tốt các cái phần mềm để hướng dẫn cho học sinh tự học và làm các cái công việc liên quan đến giảng dạy để giao dạy hiệu quả nhất. Ứng dụng công nghệ thông tin làm chủ phương tiện dạy học là chưa đủ. Ngày nay, thầy cô còn phải tự tra cứu rất nhiều kiến thức trước khi lên lớp, chứ không chỉ là quy phạm trong khuôn khổ sách giáo khoa. Cuối mỗi một tiết học thì chúng tôi đều dành những cái thời lượng nhất định để hướng dẫn các em vừa luyện tập lại kiến thức đã học và vừa để chuẩn bị cho kiến thức mới. Các em chủ động trong những cái nội dung mà các thầy các cô đã giao việc. Và buổi hôm sau đến lớp thì các em có thể là tự đứng trước lớp và thuyết trình những nội dung mà các em đã được thầy cô giao việc và hướng dẫn. Không chỉ khơi dậy năng lực phẩm chất, thiết kế của chương trình mới hướng người học đến khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn như thế nào. Vai trò của người giáo viên vì thế trở nên quan trọng hơn, bởi ngoài dạy kiến thức, thầy cô còn phải là người dẫn dắt, gợi mở để kiến thức trở thành tri thức. Như năm nay cái chương trình sách mới đấy thì là hầu như các tiết học toán là đều có những cái bài toán vận dụng ở trong thực tế, cho nên là kiến thức rồi nhưng mà cái quan trọng là các con phải biết vận dụng và để giải được những cái bài toán thực tế trong cuộc sống, không phải chỉ học cái kiến thức hàn lâm. Phương pháp giảng dạy và những cái tiếp cận mới thì các thầy cô đều rất là linh hoạt. Các em học sinh thì được lựa chọn các cái môn học theo các cái chủ đề dạy học theo đúng hướng dẫn và được nhà trường tổ chức chọn lựa các cái phương án học tập cho các em ngay từ đầu năm, cho nên mọi kế hoạch của chúng tôi là rất là được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân đã trở thành một trong những lễ hội lớn của thành phố Hải Phòng.
thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách thập phương. Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2, tức là từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2 âm lịch, tại quần thể khu di tích Nữ tướng Lê Chân, lễ hội năm nay hứa hẹn là điểm nhấn không gian văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất sẵn sàng cho lễ hội độc đáo, đậm đà bản sắc. Những ngày này, đội chống nữ Đình Trực Cát, phường Vĩnh Niệm đang gấp rút luyện tập, sẵn sàng cho màn biểu diễn chống hội diễn ra trong đêm khai mạc lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023. Với những người con của mảnh đất An Biên xưa, được trực tiếp tham gia lễ hội là một vinh dự lớn, thể hiện lòng thành kính tri ân của mình với Thánh Mẫu. Tôi vẫn rất là tự hào và hào hứng tất cả chị em trong đội là cứ đến cái giờ mà đến tập luyện là đầy đủ, mặc dù là mỗi người một công việc khác nhau nhưng vẫn thu xếp đầy đủ giờ giấc để tập luyện, để mang lên lễ hội, để phục vụ lễ hội và Nữ tướng Lê Chân. Cũng rất là vinh dự là được phục vụ trên lễ hội và khai mạc chống lễ hội bà Nữ tướng Lê Chân là được 3 năm, năm nay là năm thứ tư. Nên là chị em chúng tôi cũng rất là phấn khởi và tự hào. Lễ hội này đúng là món ăn tinh thần, là một cái nét văn hóa của thành phố Hải Phòng. Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay, lễ hội tiếp tục được tổ chức đầy ắp các hoạt động cả về phần lễ và phần hội với nhiều nét mới xứng tầm quy mô của một lễ hội cấp thành phố. Trong đó, lễ rước bộ với sự tham gia của hơn 1.000 người tiếp tục được duy trì. Lễ cáo yết, dâng hương, lễ tạ cũng sẽ được thực hiện theo nghi thức truyền thống. Bên cạnh phần lễ, năm nay, các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội cũng được chú trọng, tạo điểm nhấn, mang những nét riêng của Hải Phòng tại các điểm di tích đền Nghè, đình An Biên và tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Chúng tôi tập trung vào các hoạt động tế lễ, cáo yết, dâng hương vào sáng ngày 7 tháng 2 âm lịch, tham gia đoàn rước bộ truyền thống. Đây là một nét đẹp văn hóa đã được quận bảo tồn trong nhiều năm vừa qua. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng tổ chức một chương trình giao lưu văn hóa được mang tên là Tự hào văn hóa Việt, giới thiệu tới quý vị khán giả những nét đẹp truyền thống trong văn hóa của người Việt, đặc biệt là tri ân tới Nữ tướng Lê Chân, người đã có công rất lớn trong việc xây dựng thành phố Hải Phòng ngày nay. Chương trình mà nhà trường đã chuẩn bị tham gia là một cái không gian văn hóa và các nghệ sĩ biểu diễn, thực ra là các thầy cô giáo và học sinh. Cũng có sự tham gia góp mặt của các nghệ nhân dân gian ở các câu lạc bộ dân gian của thành phố Hải Phòng. Một hoạt động lớn nữa mà nhà trường đang chuẩn bị đó là các cái phần tham gia các trò chơi dân gian do các em học sinh trong trường. Thì các em học sinh đã nhiều tuần nay đã được làm quen và tất cả phụ huynh đều rất là thích thú, hứng khởi khi mà cho con em tham gia vào những cái hoạt động này. Đến thời điểm này, công tác trang trí khánh tiết phục vụ cho lễ khai mạc cũng như các hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc tại khu vực quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân và các di tích đã cơ bản hoàn thành. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội cũng đã được quận Lê Chân tích cực triển khai, bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách tham gia. Về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì đã giao cho phòng y tế cùng với trung tâm y tế quận Lê Chân xây dựng phương án kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của các nhà cung cấp, có xe cấp cứu trực để hỗ trợ nhân dân khi tình huống xảy ra. Về công tác phòng chống cháy nổ thì công an quận đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho đội phòng cháy chữa cháy xuống hướng dẫn đơn vị điện lực cũng như là đơn vị tổ chức sự kiện về việc lắp đặt thiết bị điện cũng như là các cái hệ thống phòng chống cháy nổ để chống xảy ra chập cháy trong quá trình tổ chức lễ hội. Là vị thành hoàng, người có công khai hoang lập ấp, dựng lên trang An Biên xưa, thành phố Hải Phòng ngày nay. Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được tổ chức hàng năm nhằm khơi dậy niềm tự hào, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao to lớn của nữ tướng, tiếp tục phát huy các giá trị di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật của tượng đài Nữ tướng Lê Chân, đền Nghè, đình An Biên, đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của nhân dân địa phương và du khách trong và ngoài thành phố. Lễ khai mạc lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 26 tháng 2, tức ngày 7 tháng 2 năm Quý Mão, trên các kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
một nữa. Liên hoan truyền hình toàn quốc diễn ra từ ngày 15 tháng 3 tới tại thành phố Hải Phòng sẽ có 3 hội thảo chuyên ngành, triển lãm công nghệ, triển lãm ảnh được tổ chức với sự tham gia của hàng trăm nhà báo đến từ 63 tỉnh thành phố. 11 hội đồng chấm thi các thể loại sẽ làm việc trong nhiều ngày. Để đáp ứng yêu cầu cao về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ của ban tổ chức, các đơn vị phục vụ đã có sự đầu tư chuẩn bị từ rất sớm. Nằm trong chuỗi khách sạn The Shine tại Việt Nam, khách sạn 4 sao The Shine 1 có diện tích hơn 1.000 m2, quy mô 145 phòng nghỉ hạng sang và cao cấp, hơn 20 phòng spa, bể bơi khép kín, hệ thống bar liên hoàn với 3 tầng, tổ chức tất cả các sự kiện, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện lớn. Đơn vị đã điều chỉnh các phòng tổ chức hội thảo và chấm thi theo yêu cầu của ban tổ chức. Phòng hội thảo thì mình dành 3 phòng, trong đó có một phòng lớn và hệ thống và 2 phòng nhỏ liền kề. Thế còn các cái phòng của ban giám khảo thì cũng đã theo yêu cầu được khoảng 12 phòng của ban giám khảo. Ở đó thì đã có đầy đủ các cái trang thiết bị cũng như là sẽ nâng cấp thêm cả đường truyền internet để đảm bảo được cái tính kết nối cho theo yêu cầu của ban tổ chức. Khách sạn The Shine 1 thì bên mình đã dành toàn bộ là 110 phòng cho các cái đoàn của ban tổ chức cũng như ban giám khảo. Thế còn bên The Shine 2 thì sẽ sử dụng tối đa cái lượng phòng có thể là lên đến 100% công suất dành cho sự kiện này. Để bảo đảm chất lượng dịch vụ các hạng mục, đơn vị đã tổ chức tái đào tạo nghiệp vụ, bổ sung thêm nhân lực, huy động 100% quân số trong những ngày cao điểm. Trước thời điểm diễn ra sự kiện 3 ngày, khách sạn sẽ dừng nhận khách đoàn, dành toàn bộ số lượng phòng cho liên hoan truyền hình. Đây là một cái sự kiện mà rất là lớn, tầm cỡ quốc gia, mà hơn nữa lại là của bên truyền thông, cho nên là bên khách sạn cũng ý thức rất rõ cái việc là tiếng lành đồn xa. Nếu như mà trong quá trình mình phục vụ tốt thì đương nhiên rằng là cái việc quảng bá hữu xã tự nhiên hương thông qua các đơn vị đến sử dụng dịch vụ là truyền thông truyền hình nữa thì chắc chắn là cái tầm tiếng vang của khách sạn cũng sẽ được lan tỏa rất là lớn và cũng cố gắng bằng mọi cách để chúng ta có thể là đưa và đón được cái đối tượng khách này. Để bảo đảm yếu tố khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn đại biểu, ban tổ chức liên hoan truyền hình đã cung cấp danh sách 35 khách sạn khu vực nội thành có cung đường di chuyển thuận tiện đến các điểm diễn ra sự kiện, chất lượng dịch vụ tốt. Liên hoan truyền hình toàn quốc sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 tới. Đến thời điểm này, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, đơn vị đăng cai tổ chức, đang phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và Đài Truyền hình Việt Nam triển khai các phần việc, quyết tâm tổ chức một kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc thành công và nhiều dấu ấn. Thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía bắc thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía nam thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ có mù và sương mù vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4.